Những quần thể núi và đảo đá đẹp hiện ẩn giữa màu nước, màu trời vẽ nên bức tranh thủy mặc nên thơ, mở ra sự kỳ vĩ, choáng ngợp lòng người. Vịnh Hạ Long tựa như một khung cảnh thần tiên mà bình dị, thắp lên niềm hạnh phúc yên ả, an nhiên. Sở hữu hệ thống giao thông hiện đại, đầy đủ hình thái giao thông, tạo đà mở rộng kinh tế, thông thương trong và ngoài nước. Du lịch Hạ Long ngày càng hấp dẫn và tăng trưởng mạnh mẽ. Nhiều dự án bất động sản quy mô, đẳng cấp xuất hiện khiến việc tận hưởng những tiện nghi đẳng cấp quốc tế giữa lòng kỳ quan chẳng còn xa lạ. Kinh tế phát triển, du lịch tăng trưởng nhanh, tạo nên nhu cầu lưu trú đa dạng hơn, mở ra cơ hội kinh doanh mô hình căn hộ khách sạn hoàn toàn mới. Với những thế mạnh về thiết kế, dịch vụ, tiện ích, vị trí, giá thuê, mô hình này tại Việt Nam dự đoán sẽ tăng trưởng nhanh, bắt kịp xu hướng phát triển trên thế giới. Tiền phong phát triển mô hình căn hộ khách sạn tại Hạ Long, sở hữu tầm nhìn triệu đô thu trọn vịnh Hạ Long, Hạ Long Bay View tạo nên sự đột phá giữa lòng thành phố biển. Trong vòng bán kính 1,5 km là các địa điểm nổi tiếng như cầu Bãi Cháy, Sunview Hạ Long, núi Bài Thơ, khu vui chơi giải trí Hồ Cô Tiên, Hồ Ít Kiêu, giúp du khách trải nghiệm cuộc sống tiện nghi và hưởng thụ những tiện ích đồng bộ ở ngoại khu. Được xây dựng bởi chủ đầu tư uy tín và giàu kinh nghiệm là công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng, Hạ Long Bayview cung cấp ra thị trường 568 căn hộ khách sạn đẳng cấp, mang đến giá trị an cư và nghỉ dưỡng tuyệt hảo. Dự án hấp dẫn nhà đầu tư bởi nhiều lợi thế như giá bán cạnh tranh, tiềm năng tăng giá, sổ đỏ lâu dài. Đến đây, du khách sẽ được tận hưởng cuộc sống đầy cảm xúc, tiện nghi của những tiện ích 5 sao đẳng cấp, trung tâm thương mại hiện đại, nhà hàng VIP, ký gửi rượu vang và xì gà, nhà hàng hải sản, nhà hàng truyền thống, phòng tập gym hiện đại, bể bơi bốn mùa, bể bơi vô cực, vườn thượng uyển, spa chăm sóc sức khỏe. Những căn hộ tại Hạ Long Bayview mang vẻ đẹp sang trọng của nội thất chuẩn 5 sao, ngập tràn hơi thở của biển với tầm view thoáng đãng. Diện tích linh hoạt từ 2 đến 3 phòng ngủ. Thiết kế mềm mại độc đáo tô điểm thêm cho vẻ đẹp của thành phố biển và chiều chuộng tối đa những cảm xúc của người sử dụng. Tại đây, du khách thỏa sức tận hưởng những dịch vụ giải trí đầy tinh tế. Cảm xúc tuyệt vời khi buông mình xuống bể bơi tràn bờ độc đáo. Sự sôi động khi hòa vào không khí náo nhiệt của Sky Bar. Giữa tầng cao lộng gió, trọn vẹn Hạ Long lung linh cuốn vào tầm mắt. Lựa chọn đầu tư tại Hạ Long Bayview là lựa chọn một cơ hội sinh lời hiếm có. Hạ Long Bayview, giá trị nhân đôi, tầm nhìn vượt trội.